khách sạn Minh Thái xin kính chào quý khách, nhằm kết nối du khách mọi miền đến với du lịch Hà Nam và đặc biệt là đến với khu du lịch Tam Trúc Ba Sao nói riêng. Nắm bắt được nhu cầu đó, khách sạn Minh Thái đã chính thức ra đời nhằm phục vụ dịch vụ lưu trú đối với tất cả du khách đến với Hà Nam. Tọa lạc tại thành phố Phủ Lý, cách cổng khu công nghiệp Châu Sơn chừng 300m, khách sạn Minh Thái là địa điểm lý tưởng cho du khách dừng chân tham quan du lịch, thư giãn sau những chuyến công tác mệt mỏi, kết nối thông tin nhanh chóng, thuận tiện giao dịch thương mại và tài chính. Đến với khách sạn Minh Thái, quý khách hàng sẽ được tận hưởng những dịch vụ sang trọng, đẳng cấp về nghỉ dưỡng với 30 phòng nghỉ sang trọng, phục vụ giải khát cho khách lưu trú, internet wifi miễn phí, có cầu thang máy và gara để xe rộng rãi. Tại đây, mỗi phòng nghỉ mang một phong cách và xu hướng khác nhau, tất cả đều được trang bị nội thất sang trọng, tiện nghi và hiện đại. Và đặc biệt từ phòng nghỉ, phóng tầm mắt ra ban công rất dễ dàng để thưởng ngoạn được phong cảnh xung quanh, tạo cảm giác thư thái trong mỗi lần lưu lại nơi đây. Với đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp tận tình chu đáo 24/24, đến với Minh Thái, quý khách sẽ cảm nhận được sự an toàn như ở nhà mình. Ngoài kinh doanh về dịch vụ lưu trú, khách sạn Minh Thái còn có một quán hát karaoke cách đó chừng 100m với nội thất trang trí thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại, hân hạnh được phục vụ quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ khách sạn Minh Thái, địa chỉ cổng khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, hotline 0984 383 487, 0226 221 5678. Minh Thái Hotel, đẳng cấp sang trọng, chất lượng hoàn hảo.